Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay. Bản tin sẽ có những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố trong tỉnh. Vừa qua, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc tại huyện Quản Bạ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe cơ quan tham mưu của huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Theo đó, năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch, tuyên truyền, thể thao, quảng cáo, di sản, xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, lễ hội, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện dàn dựng và biểu diễn 15 chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện tốt công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, di sản, du lịch, công viên địa chất trên địa bàn. Trong lĩnh vực nếp sống văn hóa, gia đình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa trong nhân dân trên địa bàn huyện Quản Bạ. Kết quả năm 2023 có 10.347 hộ gia đình văn hóa. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản, du lịch, công viên địa chất, rà soát chất lượng hoạt động của tổ nghệ nhân dân gian, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh về lĩnh vực nếp sống văn hóa, gia đình. Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2024, đòi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực rất lớn, phấn đấu quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, quản lý chặt chẽ việc vi phạm trật tự xây dựng, chú trọng cụ thể hóa và tiếp tục thực hiện đề án, chương trình theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực thi công vụ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, công khai minh bạch trong thực hiện các dự án sinh kế hỗ trợ người dân, tăng cường chuyển đổi số, triển khai đề án thí điểm đô thị thông minh thị trấn Mèo Vạc, đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự, cháy nổ xảy ra trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Sắp Thìn năm 2024 sắp đến. Chiều ngày 27 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về công tác cán bộ đối với quản lý các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện điều động ông Nguyễn Văn Mạnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tà Sự Tróng đến công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pố Lổ, giữ chức vụ phó hiệu trưởng. Điều động ông Phạm Quang Khải, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nàng Đôn đến công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tà Sự Tróng, giữ chức vụ hiệu trưởng. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí được điều động trong thời gian qua, đồng thời đề nghị ở nơi công tác mới, các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục quan tâm đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới sáng tạo và phát huy những thế mạnh sẵn có, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Thành ủy Hà Giang đã tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã nghe Ban tổ chức Thành ủy báo cáo công tác nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, thành phố và cấp xã, phường nhiệm kỳ 2024-2029 và nghe Thường trực Đảng ủy Phường Minh Khai báo cáo công tác chuẩn bị đại hội điểm, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố báo cáo công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, đến thời điểm này, Ban tổ chức Thành ủy và các phòng ban Thường trực Đảng ủy các xã, phường đã thống nhất báo cáo đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy dự kiến phương án nhân sự các chức danh chủ chốt công tác nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đối với phường Minh Khai đã chuẩn bị công tác nhân sự các công trình phần việc chào mừng đại hội và báo cáo chính trị trình tại đại hội. Bên cạnh đó đã làm công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đang chuẩn bị các nội dung theo đề cương hướng dẫn của tỉnh cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc tại các xã, phường và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện để đảm bảo đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được thành công. Hội cựu chiến binh huyện Bắc Quang vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8. Trong năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh huyện Bắc Quang chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia các nhiệm vụ phong trào của đất nước và địa phương, phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, hỗ trợ xóa nhà rột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo. Hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác, gia trại, trang trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ luôn được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Năm 2024, hội cựu chiến binh các cấp trong huyện tiếp tục chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến toàn thể hội viên, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội, vận động hội viên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, nâng cao đời sống. Chiều ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Theo đó, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ ngành trung ương về công tác quốc phòng an ninh, thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trên các tuyến biên giới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm 2023. Ban chấp hành Đảng bộ xã Yên Cường, huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị lần thứ 40 mở rộng nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ xã cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc từng tiêu chí, nhiệm vụ, tập trung quán triệt, cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quan tâm củng cố công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ bốn tốt, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường tuyên truyền, xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Công tác kế hoạch hóa gia đình, công sinh con thứ ba, vấn đề tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xây dựng các sản phẩm ô cốp đặc trưng, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện hiệu quả các nguồn lực của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Xác định công tác kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy Vị Xuyên đã tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, tập trung làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng. Mặt khác, huyện cũng bồi dưỡng những học sinh ưu tú kết nạp vào đảng, coi đây là những hạt giống đỏ trong công tác phát triển đảng viên của huyện. Trong năm 2023 đã kết nạp được 272 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 8.436 đảng viên, vượt 0,7% so với kế hoạch. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Vị Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan tâm về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời quan tâm hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội gắn với các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới. Sáng ngày 28 tháng 12, Ban Thường vụ huyện ủy Xí Mần tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy về đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập đối với học sinh các trường trên địa bàn huyện. Kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chế độ chính sách của giáo viên và học sinh trên địa bàn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ việc nấu ăn tại các trường trên địa bàn, ưu tiên sử dụng các thực phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, thực phẩm của các hộ tham gia chương trình cải tạo vườn tạp tại địa phương. Các ngành chuyên môn hướng dẫn cho các đơn vị trường học lắp camera giám sát tại khu vực bếp ăn, chế biến thức ăn, quy trình bàn giao thực phẩm. Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện
về đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập đối với học sinh và các quy định khác liên quan gắn với việc công khai thực đơn hàng ngày, hàng tuần. Theo đó, kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo đối với những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, nhất là việc nuôi dưỡng học sinh mầm non, nội trú, bán trú đối với các trường học trên địa bàn huyện. Xác định công tác bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã. Để công tác này đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, xã Chế Là, huyện Xín Mần đã chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bán trú. Trong năm học này, toàn xã Chế Là có 703 học sinh thuộc hai bậc trung học cơ sở và tiểu học. Trong đó, học sinh bán trú bậc tiểu học là 217 học sinh, trung học cơ sở 164 học sinh. Với số lượng học sinh bán trú nhiều thì bên cạnh việc chỉ đạo cho các trường thường xuyên kiểm tra các điều kiện ăn ở cho học sinh, nhất là vào dịp rét đậm rét hại, đảm bảo không để các em thiếu chăn ấm. Cùng với đó, chính quyền xã đã chủ động thành lập tổ liên ngành đột xuất kiểm tra các bữa ăn hàng ngày như kiểm tra đầu vào thực phẩm, hồ sơ sổ sách ghi chép công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó, giám sát chất lượng bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng cũng như khẩu phần ăn của các em học sinh. Để đảm bảo cái bữa ăn cho học sinh thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo, đảm bảo thực đơn ăn trong tuần theo ngày và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với nhà trường thì trong một tuần sẽ tổ chức sinh hoạt bán trú đối với tất cả các em học sinh một tuần là một lần. Đối với nhà trường, còn thường xuyên thì đối với các thầy các cô thì được phân công trực hàng ngày thì sẽ tổ chức thực hiện quản lý và cũng thường xuyên tuyên truyền cho các em và đôn đốc các em thực hiện tốt cái giờ giấc nề nếp sinh hoạt của các em ở tại bán trú. Bên cạnh đó, xã Chế Là chỉ đạo cho các thôn bản vận động bà con nhân dân tích cực thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, thành lập tổ thu mua các sản phẩm nông sản của bà con để bán cho bếp ăn các trường. Qua đó đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong xã. Công tác lãnh chỉ đạo của Ủy ban nhân xã, nhất là tăng cường công tác kiểm tra cùng với tổ công tác kiểm tra thường xuyên và là kiểm tra với công tác ở bếp ăn, nhất là về các định suất định lượng của các cháu học sinh. Với sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, các đơn vị trường học, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh, cho thấy công tác bán trú tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Chế Là, huyện Xín Mần tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả, góp phần tạo niềm tin, sự hào hứng cho các em sau mỗi ngày đến trường. Vừa qua tại huyện Quang Bình, tổ chức Good Neighbor International đã tổ chức hội nghị tổng kết câu lạc bộ phòng chống tảo hôn năm 2023. Tại hội nghị, các câu lạc bộ đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về hiệu quả của chương trình truyền thông phòng chống tảo hôn trong một năm qua, đưa ra bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo. Thông qua hội nghị cũng đưa ra những phương hướng, biện pháp hoạt động của các câu lạc bộ trong việc phòng chống tảo hôn, trong đó tập trung vào việc mở rộng và nâng cao chất lượng các chiến dịch truyền thông phòng chống tảo hôn để tiếp cận đối tượng rộng hơn trong cộng đồng. Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng của các thành viên câu lạc bộ, tăng cường sự hợp tác giữa các câu lạc bộ phòng chống tảo hôn ở các địa phương để chia sẻ kinh nghiệm và cách thức thực hiện hiệu quả, góp phần vào việc giảm thiểu tảo hôn tại huyện Quang Bình. Để nâng cao giá trị cây trồng vụ đông trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, đem lại thu nhập cao và ổn định cho người nông dân, vụ đông năm nay xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê thực hiện kết nối với các đơn vị hợp tác xã trong và ngoài huyện phát triển trồng dưa chuột. Đi đầu trong triển khai trồng dưa vụ đông chính là gia đình anh Nông Chí Bền ở thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn. Trong vụ hè thu năm nay, anh Bền đã liên kết với hợp tác xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, trồng thử nghiệm với diện tích gần 400 m², theo hình thức liên kết với người dân có đất ruộng gần gia đình và đã cho năng suất hơn 20 tấn dưa chuột, thu được hơn 20 triệu đồng. Thấy được hiệu quả, vụ đông năm nay anh Bền quyết định liên kết trồng với diện tích hơn 12 hectare. Cá nhân tôi thì cũng muốn là đi đầu nên đã tự bản thân là làm và cũng khẳng định cái thu nhập, thì cũng qua cái khâu vừa là công tác tuyên truyền vừa là cái bằng cái hình ảnh thực tế thì bà con thấy có hiệu quả nên là hiện nay là cũng đã làm theo. Dưa chuột trồng ở xã được triển khai theo phương thức hợp tác xã cung ứng giống vật tư phân bón và các thiết bị nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, còn người dân góp đất và bỏ công chăm sóc. Được trồng liền kề giữa các thửa ruộng, thuận tiện cho việc chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hại.
Sau khi dưa đến chu kỳ thu hoạch sẽ được bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường. Trừ hết các chi phí ban đầu của hợp tác xã, còn lại người dân hưởng lợi. Triển khai trồng từ đầu tháng 11, đến nay cây dưa ở xã Minh Sơn đã bắt đầu cho thu hoạch. Em cảm thấy là cây dưa này phát triển tốt và chăm sóc cũng dễ hơn anh ạ. Vụ này bọn em thu xong thì sang vụ sau để bọn em nhân rộng ra. Dưa chuột là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, rất phù hợp với phát triển trồng trong vụ đông. Theo chương trình ký kết 1 kg dưa chuột, người nông dân xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê liên kết với hợp tác xã, được bán tại vườn dao động từ 11 đến 13.000 đồng. Bình quân 1 hecta trừ chi phí, đem về thu nhập cho người dân từ 45 đến 50 triệu đồng. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.